Vâng, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người đến với cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu. Thì gần đây thì trong dịp Tết thì rất nhiều các bác biết điện hỏi hàng. Cũng cận Tết rồi đúng không ạ? Thì bác nào lau dầu kịp thì bác có thể, các bác loanh quanh Hà Nội có thể nhận hàng trong năm. Còn một số các bác ở xa quá thì cũng khất các bác là sang đầu năm mới ngoài vòng thì em gửi hàng đến cho các bác có nhé. Thì bên em cũng có soạn một loạt những cái sản phẩm đẹp để cho các bác. Hoặc những bác nào mà mua hàng nguyên bụi về có thể treo luôn decor sang năm thuê thợ lau dầu thì cũng rất là ổn các bác nhé. Thì hôm nay bên em lại có một số các sản phẩm đẹp, sản phẩm VIP để gửi đến quý vị các bạn, các bác nhé. Thì sản phẩm đầu tiên các bác nhé. Cái bộ này em thấy rất là đẹp luôn, các bác nhìn cho em như lắc kia vàng, hôn vàng rất là sáng. Có 16 triệu bao lau dầu các bác này, đẹp nhỉ. Em nhìn em ngồi em ngắm chán, em ngồi vừa xong các bác. Em ngồi em vừa xong em nhìn, em quay lại cho hai là một tí cho các bác nhìn. Vừa xong em quay em nhìn chán chê mê mỏi ra, nhìn mãi không thấy chán, đồng như của đồng nắc kê các bác ạ. Các bác mua những cái bộ như thế này về các bác bày Tết này. Với những cái công đúc đồng của Việt Nam hiện tại, bọn em thỉnh thoảng thì có đi nhờ một số các anh ở trong làng nghề đúc đồng ấy, thì các anh nhận triệu một cân các bác. Nếu mà tính ra một bộ đồng to như thế này đúng không ạ? Tính ra một bộ đồng to như thế này mà tính ra là cũng gần 30 cân đi các bác, 20 mấy cân rất là nặng luôn. Mà tính ra có 16 triệu bao dầu thì các bác bán rẻ hơn một nửa so với Việt Nam đúc. Mà cái kỹ thuật của người Việt Nam đúc thì thực ra thì nó không có cầu kỳ, nó không có hoa văn. Và người ta chỉ đúc lư đồng ở các cái họa tiết to thôi, chứ không bao giờ có họa tiết nhỏ mà 3D mà họa tiết đồng như thế này các bác. 16 triệu bao dầu các bác có tin được không? Tính ra tiền vận chuyển và tiền mua bên kia thì cũng gần hết tiền các bác. Nhìn trông cũng đẹp nhỉ. Phải nói là với cái mức giá bây giờ mà chơi được đồ đẹp như thế này thì cũng là cả một quá trình. Và các bác chú ý nhé, thì bên châu Âu thì hiện giờ thì không còn nhiều hàng, cực kỳ là ít hàng luôn. Nếu các bác mua chỉ mua các đồ mới thôi, người châu Âu người ta vẫn đang chơi các bác. Người châu Âu người ta vẫn đang chơi. Nhưng đồ mới thì nó sản xuất ra thì nó không có giá trị các bác. Thực sự ra đồ mới sản xuất ra mới mà không có giá trị. Và các bác đã xem cái kênh Thái Công chưa ạ? Toàn 1 tỷ 060 triệu 470 89 triệu, đúng không ạ? 2 tỷ 570 triệu, mà nó chỉ là nhỏ hơn các cái này, mà họa tiết nó đơn giản hơn cái này. Nhưng cái công người châu Âu người ta làm ra, cái công người ta đắt các bác. Công người ta, những nước như Thụy Sĩ, Phần Lan là người ta đều trăm triệu, hơn trăm triệu một tháng hết các bác lao động. Người ta lao động vào ngày có 8 tiếng thôi, không phải lao động như mình lao động kiểu cật lực đâu. 8 tiếng mà phải giải lao các bác. Nếu mà bây giờ cho người ta tái hiện lại mà làm những bức như thế này, đẹp như thế này, chắc chắn thì các con này chắc trên trăm triệu hết các bác. Không đơn giản đâu. Mình mua được cái giá tốt các bác. Mặt thì mặt men các bác. Các bác nhìn cho em mặt men, nhìn giá con này các bác này, các bác nhìn mặt men. Cái công nghệ đúc mặt men này nó không phải đơn giản đâu các bác nhé, nó cực kỳ là khó khăn các bác. Nó đúc mặt men nó tráng dày trên cái mặt sứ mà đồng nguyên bản, đúng không ạ? Có 16 triệu mà bao dầu các bác. Nói chung các bác không thể tìm được những cái giá nào tốt hơn ở Việt Nam các bác. Bên em thì về được cái số lượng là các bác đang tiếp cận với của cả tay buôn đấy các bác. Các bạn đang tiếp cận với tay buôn. Các bác thợ nhập buôn cũng giá như thế này, về các bác lau dầu lên thì thị trường nó đang bán vào khoảng tầm 18,5 18,8 các bác nhé. Đẹp nhỉ, to đẹp. Vâng, thì sản phẩm đầu tiên thì em xin giới thiệu đến các bác một con đồng hồ Kenji kính rào các bác. Với những cái mẫu kính đồng hồ Kenji kính rào như thế này, nó thường ở trong những mẫu đồng hồ Odo 36 24 bên 4 góc lá, đúng không ạ? Mặt con này thì phải nói là cực kỳ là sắc nét quá, cực kỳ là sắc nét, hai bên hai bông hồng rất là đẹp luôn, chạm trổ tỉ mỉ. Đây là một trong những cái mẫu thùng đắt tiền của dòng Kenji, người ta hay mua để dành để lắp Odo 36 quá nhé. Em rút máy ra cho các bác xem. Mặt đẹp nhỉ. Con này thì em vừa tháo củ côn đâu, để em sẽ bù củ côn cho các bác. Em có cả thùng củ côn cơ, em thùng củ côn Kenji. Máy con này thì cực kỳ là đẹp luôn. Dòng Kenji này thì đánh đảm bảo âm hay các bác, đánh đảm bảo là âm hay. Máy đẹp này con, rất là luột luôn. Ok. Đẹp dã man luôn. Vâng. Với một chiếc thùng Odo, với một chiếc thùng Kenji, thùng dài đẹp như thế này quá. Các bác dễ gì kiếm ở ngoài thị trường những cái thùng đẹp này. Em xin bán giá 7.300.000. Nhiều hơn các bác
7.300.000 cái thùng đẹp như thế này, thùng 4 bông. Chắc chắn thì ngoài thị trường các bác không thể tìm được những cái thùng đẹp như thế này các bác. Đẹp nhỉ. Thùng này thì để mà nói bên ngoài thị trường chắc chắn là trên chục rồi các bác, tính rào kim cương kiểu này. Và các sản phẩm tiếp theo thì em xin like một số sản phẩm tạ lê để cho các bác phục vụ ngày Tết. Những chiếc tạ lê này nó treo đung đưa theo gió ở nhà thì nó thực sự là đẹp, nó cuốn mắt, nó hút mắt các bác ạ. Những cái mẫu như thế này thì sản phẩm gần đây kể cả từ trước tới giờ rất là hot. Và cái sản phẩm này thì được người Hà Lan người ta làm nên rất là nổi tiếng. Máy thì máy Đức, vỏ, vỏ Hà Lan. Nó làm nên thương hiệu một đất nước, nó làm nên cái thương hiệu về những năm 1970, 1960, 70 các bác. Nó nổi lên cái nền công nghiệp làm tạ lê này rất là đẹp. Và bây giờ bên đất nước Hà Lan vẫn có một số gia đình người ta vẫn đang còn đang treo. Đa số người ta làm và người ta xuất cho các nước châu Âu. Thì những cái chiếc tạ lê như thế này thì các bác nó làm đung đưa này thì để trong căn phòng của bác thì nó có một chút gì, nó vừa mang hơi âm hưởng tĩnh lặng và nó có một chút gì đó, nó quả lắc nó hơi đung đưa, cái chén nó đánh chang 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 đúng không ạ? Nó mang một cái âm hưởng rất là cổ điển, các bác nhìn cho em đúng không ạ? Khi một giờ nó đánh một tiếng các bác này. Đấy. Khi trong phòng các bác để cho em xem nào. Vâng, khi trong phòng nó yên tĩnh các bác, khi trong phòng các bác yên tĩnh đang thưởng những điếu thuốc lào thơm đúng không ạ? Đang hút những điếu thuốc và đang thưởng những cái chén chè thơm đúng không ạ? Đang uống những chè Mộc Châu, chè Sơn La đúng không ạ? Và mình nghe thấy tiếng đúng không ạ? Đấy là tiếng điểm 3 giờ, điểm 3 tiếng. Cảm thấy mật cái độ sâu trầm nắng nó lan tỏa trong căn phòng nhà mình đúng không ạ? Các bác nhé, cái mẫu này thì được người dân châu Âu thì những cái thế kỷ tầm 60-70 thì được người dân châu Âu người ta rất là chuộng. Người ta hay treo theo một đôi hoặc là treo các cột nhà hoặc là treo những cái điểm trống mang họa tiết. Những cái chiếc tạ này thì sau khi một tuần các bác, sau khi một tuần thì nó thả xích xuống là kịch xích các bác nhé. Kịch xích là vào một tuần thì cái xích này nó dài khoảng tầm 1.5 đến 1.7 các bác nhé, cái xích này chiều dài 1.5 đến 1.7. Họa tiết các bác, họa tiết là vải lỉ, kim là kim đồng, cột to, dòng đắt tiền các bác, cột to. Đây chén rất là to, thần đa nát khủng các bác nhé. Con này thì nó tiếp cận gần đến size đại luôn, kích thước lên đến tận 65 cm các bác nhé. 65 cm, thùng gỗ sồi vàng ươm đúng không ạ? Tạ rất là đẹp. Thì các bác lên chơi như thế này, khi một con tạ như này các bác treo đồng bộ lên, các bác chỉ lau sạch nó đẹp hơn những cái con vân nu, những cái con tẩy rửa rất là nhiều. Bởi vì là những cái hàng tẩy rửa là hầu như là hàng kém chất lượng các bác. Các bác cứ hình dung những hàng tẩy rửa là người ta mua hàng kém chất lượng, người ta tẩy rửa lên chứ không bao giờ hàng chất, không bao giờ hàng đẹp mà người ta đi tẩy cả. Các bác có công nhận với em, những cô gái xấu thì thường thường người ta sẽ dùng son, dùng phấn và đi spa ở các tiệm thẩm mỹ viện đúng không ạ? Nhưng những cái cô gái đẹp người ta chỉ phớt qua một lớp phấn, một nước son vào thì nó phải nói là đẹp tuyệt vời luôn đúng không ạ? Thì các bác có thấy là cô gái xinh nào đi thẩm mỹ viện để đi nâng mũi chỉnh cầm mấy cả đi cắt xẻo má không ạ? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đi là răng, đi nhổ răng không ạ? Và cái hàng dòng này bọn em bán cũng vậy, thì bọn em được chọn những cái sản phẩm đẹp về để phục vụ các bác đúng không? Những cái con này các bác muốn về lau sáng, các bác chỉ cần lau nước rửa chén hoặc là nước chanh giấm, các lau một lúc là nó vàng ươm. Nhưng đối với người châu Âu thì người ta chơi cái lối cổ, người ta phải để hoài niệm đúng không ạ? Người ta để 5-70 năm thì đúng không ạ, nó vẫn cái màu zin cổ như này, màu là màu zin của hãng người ta làm ra màu trầm như này thì nó chơi nó đẹp đúng không ạ? Mặt sáng, cột đẹp đúng không ạ? Thần alat đẹp, bóng đẹp đúng không ạ? Người ta chơi như vậy, mình cứ vậy mình chơi tiếp các bác nhé. Đây còn kính đây, logo của nhà hãng thì vẫn còn. Con này thì nó là máy Đức các bác nhé. Máy Đức, hãng là hãng Gua 3 Zin các bác. Tất cả CNC nhà máy, kích cỡ thì vẫn còn. Kích thước của nó lên đến 65. Con này thì nó là con số 6, giá 2.900.000 các bác. Kích thước 65 x 28 đúng không ạ? Mặt đẹp lăng keng, đồng đẹp leng keng, tất cả mọi thứ đều đẹp đúng không ạ? Các bác treo một cái đôi tạ này về nhà đúng không ạ? Thật là hoan hỉ đúng không ạ? Gia đình thật là phúc lộc đúng không ạ? Tạ này tạ đồng tròn, nó tượng trưng cho đúng không ạ? Tượng trưng cho lũ lo ấm, tròn trịa đúng không ạ? Tiếp theo thì em xin like con số 5. Em xin like từ con số 6 đến con số 5, con 3, 4, 3, 2, 1 cũng nhé. Tiếp theo thì đây là một chiếc đồng hồ vân nu. Tạ thì rất là to vàng óng luôn. Những cái đôi tạ này thì bên em thường thường nhập từ khoảng tầm trên 1 triệu đồng đấy các bác nhé. Nhập trên 1 triệu đồng. Thì các bác để ý cho em,
Nếu các bác đi tìm cho em, để mà thực sự các bác đi tìm được những cái con vân nu tại vân nu thế này ngoài thị trường thì nó cũng rất là vất vả, đúng không ạ? Đến bản thân bên em, các bác nhé, đến bản thân bên em đi tìm được những cái con tạ vân nu này nó cũng là vất vả. Kể cả bên châu Âu lẫn bên châu Á, các bác, kể cả châu Âu lẫn châu Á, Việt Nam hay nước ngoài, những cái con vân nu này nó đều là những cái con hiếm, các bác nhé. Nó đều mang cái giá trị vật chất rất là cao, góc đồng lỉ lâu rất là đẹp. Thì hôm nay cũng không vội lắm thì em cũng xin tả thêm cho các bác về cái con lu nó như thế này các bác nhé. Thường thường là dòng lu khoác, thường thường là dòng lu thì nó là cái u, cái cục, cái bíu của gỗ. Nó, cái bản thân của nó thì rất là hiếm. Cái lu, cái cục này thì nó xoắn hình vân mây. Và khi mà cái những cái cây gỗ già các bác, khi cái cây gỗ già nó tạo lên các bác, nó sẽ tích tụ nhựa cây vào cái gốc và nó sùi lên các bác. Nó sùi lên, nó tạo lên vân hoa. Nó không cần, nó tạo lên vân hoa, đúng không ạ? Nó tạo lên vân hoa lên, nó rất là hiếm. Phải những cái cây gỗ lu, đây là lu này là lu sồi các bác, đây là những loại lu sồi, nó rất là hiếm. Các bác chơi đồ gỗ tại sao mà nó những bộ ghế nó đắt đến vài trăm triệu, đúng không ạ? Nó là vân lu này thì khoảng 1.000 cây đến cả vài nghìn cây thì gỗ già các bác nhé, thì nó sẽ có cây, nó sẽ tạo bíu các bác. Cái chỗ tạo bíu này là nó tích tụ nhựa để nó nuôi gốc cây khi mà mùa đông, đúng không ạ? Khi mà mùa đông hoặc các nơi khô cằn khắc nghiệt, nó sẽ chỗ này nó sẽ đủ nhựa, nhựa ở trong lu, cục lu nó sẽ đủ lên để nó nuôi cây. Để cho nó cũng có mang ý nghĩa là các bác, đối với người sử dụng thì nó cũng mang với đối ý nghĩa là sự, đúng không ạ? Sự các bác có thể gọi là nó như cái kép nhà các bác, đúng không ạ? Hoặc là như một cái, nó cũng như là một cái hình thức tiết kiệm, đúng không ạ? Để cho sự lo đủ, đúng không ạ? Để cho sự tích tụ, gọi là mình làm ăn, đúng không ạ? Mình làm ăn có thể là mình không phải là làm đâu tiêu đấy, đúng không ạ? Mình làm cũng như là nó là thành quả, gọi là để dành để sau này các bác, để sau này khi mình già yếu thì mình sẽ có một cái gì đó, đúng không ạ? Đây cũng như là gỗ lu, là cũng là khi mà cây gỗ này nó cũng khi mà nó khi mùa đông đến, đất cằn cỗi, không, nó không hút được chất dinh dưỡng ngoài thì nó sẽ hút nhựa lên, đúng không ạ? Nó sẽ tạo nhựa lên, đúng không ạ? Để nó nuôi cây. Đến người Việt Nam mình cũng thế, cũng như là sự tích cóp của con người. Nên là rất được cái giới nhà giàu các bác, rất được cái giới nhà giàu, người ta hay tìm, người ta mang để người ta săn lùng những cái này, người ta chơi các bác nhé. Thì đây, máy là máy Đức các bác nhé, máy là máy Đức. Vỏ thì phải nói vỏ gỗ sồi, con này vỏ sạch leng keng luôn, tạ to. Con này thì em chỉ xin bán với giá 3.200.000 thôi. Thực sự là dòng lu này thì ngoài thị trường thì nó không có nhiều, và giá thì thường thường bên em đều ra là 3.500.000 một con. Nhưng bên em thì có một chút về kèm, thì bên em bán các bác về kèm, bên em bán kèm theo các bác, chứ không phải là vì lợi nhuận. Các bác cứ tìm hiểu trên thị trường, chắc chắn nó đều trên 4 triệu những con vân nu đẹp như thế này, đúng không ạ? Đây bên em bán chỉ có 3.200.000, kích thước là 62x27, 3.200.000. Nó cũng như là, đúng không ạ? Nó cũng như là cái này tích lộc tích tài thôi, đúng không ạ? Nó tích nhựa cũng như tích lộc tích tài. Và con này thì nếu các bác chơi một con thì không thể bỏ qua con thứ hai, con số 4. Con số 4 này thì nó như là một đôi cặp song sinh, nó cũng như là lu các bác. Vân nu như này thì cũng phải nói là lâu lắm rồi, đúng không ạ? Phải nói là lâu lắm rồi, chắc từ Tết đầu năm đến giờ thì bên em mới tìm được ra một cặp nu các bác, nhìn cho nó giống y đúc các bác. Phải nói là nó giống y đúc luôn, nó không khác một chút gì các bác. Từ cột, từ kèo, đúng không ạ? Từ mặt, nó con này nó phải nói là đẹp leng keng, đúng không ạ? Và khi mà các bác treo tạ lê trong nhà thì nó có độ, đúng không ạ? Độ thanh tịnh, độ trầm nắng, đúng không ạ? Độ cảm thấy mình nhẹ nhàng, mình chơi những cái thú đồ cổ, đúng không ạ? Khi con người, nhất là các chú tuổi về già, cảm thấy nó khi mà chơi cái này nó hoan hỉ, đúng không ạ? Nó trầm nắng, nó cảm thấy là nó thoải mái, nó thư giãn, đúng không ạ? Đây, khi quả lắc bên trong nó nhỏ nhẹ, nó nước đi nắc lại, nắc đi nắc lại như thế này, đúng không ạ? Nắc đi nắc lại, đúng không ạ? Nó rất là đẹp, đúng không ạ? Nó ở bên trong con ngựa nó lắc đi khi một chàng cưỡi chàng này, chàng kỵ sĩ, đúng không ạ? Chàng kỵ sĩ Don Quixote của Hà Lan, đúng không ạ? Đánh nhau với cối xây gió, nó nhẹ nhàng, nó đung đưa. Và khi đó thì đến giờ tròn, nó điểm chuông nó đánh chiang chiang, nó rất là cảm thấy nó rất là, đúng ạ, nó rất là hoan hỉ luôn các bác.
Đúng ạ, hai cặp tạ cũng là đều rất là đẹp luôn. Con này là kích thước là 62 x 26, đúng ạ, giá 3,2 triệu. Các bác nếu mà các bác nào mà chưa chơi thì các cố mà lên chọn một đôi như thế này, đúng không ạ? Một đôi như này, một đôi vân nu hoan hỉ thêm có 200.000 thôi, đúng không ạ? Mình cố thêm chơi một đôi so với con không vân, nó rất là đẹp. Và để mà nói được, tìm được cái đôi tạ lê mà không tẩy rửa như thế này thì các bác nó quá là rẻ, các bác nó quá là rẻ. Chứ các bác thường thường chỉ có đồ xấu người ta mới mang tẩy rửa trùng tu, đúng không ạ? Mới đi sửa chữa, đúng không ạ? Những cái đồ đẹp như thế này thì các bác nhìn cho em, nó phải nói là con này phải nói là màu zin nguyên bản như thế này cho bao nhiêu năm thì nó phải nói là em phải nói là nó hết nấc để khen luôn đấy các bác. Tiếp theo thì em cũng xin like một con vân nu nữa quá, một con vân nu này. Con này thì nó khá là to, khá là dài, kích thước của nó lên đến tận 65 vân nu quá. Vân nu phải nói đến quằn quại, các bác nhìn cho em, đúng không ạ? Vân nu phải nói đến quằn quại luôn. Kích thước là 65. Đúng ạ? Đợt này thì em được ông anh bên Tây Quý Hóa thế nào gửi về được mấy con nu vác mà các bác nhìn cho em, cái khuyên cực kỳ là to, tạ cả dê các bác, tạ cả dê dài. Đúng không ạ? Đây máy đây, máy Đức, máy này máy ăn tạ to này các bác này. Và thùng của nó, cái vỏ con này phải có khá là đẹp. Bên em đều phải có bỏ vỏ ra để trước khi lai cho nó nhanh đi các bác, thì các bác đều có cái, các bác đều có lắp đằng sau hết đấy, đều có lắp đằng sau hết. Kích thước của nó 65 x 31, đúng không ạ? Mặt là mặt đồng các nhá, mặt con này thì được cái ưu tiên là mặt đồng, một trong những dòng mặt đắt giá nhất của dòng tạ lê, đúng không ạ? Con này thì bên em xin sale với giá 3,1 triệu, con số 3 các bác. Đây con số 3. 3,1 triệu, các bác cứ chụp ảnh cho em, đúng không ạ? Các bác chụp ảnh cho em. Và tiếp theo thì cũng là một con vân nu, đúng không ạ? Cũng là một con vân nu. Lu này là lu phớt nhẹ, đúng không ạ? Lu phớt nhẹ kiểu nhẹ nhàng theo hương gió mùa thu, đúng không ạ? Màu lu nhẹ nhàng thế này thôi các bác nhé. Nhưng khi các bác về, các bác muốn làm vân đẹp thì các bác chỉ đưa ATM, các bác lau qua cái lớp sơn trên đi. Còn lớp sơn dưới thì nó phải nói là đẹp leng keng, đúng không ạ? Mặt là mặt cốt đồng các bác nhé, mặt cốt đồng, đúng không ạ? Chơi những con tạ lê này thì nó sướng lắm. Tạ vàng ươm các bác, tạ vàng nó chỉ có gọi là bụi bụi đấy các bác. Đây cái phấn trắng trắng em gẩy nó ra, đúng không ạ? Đó, chơi những cái con như thế này thì các bác, tại sao mình không chơi, đúng không ạ? Bọn em vận chuyển về những cái con này thì mất 1,2 triệu, nó thực sự về các bác ấy, thề các bác luôn, mất 1,2 triệu. Mà khi đó thì đâu được con nào cũng đẹp như này các bác, đâu phải con nào cũng đẹp đâu. Những con xấu bọn em phải loại ra, bọn em bán cho thợ còn có tầm 2,7 triệu, 2,8 triệu. Đấy thì người ta nhập 2,7 triệu, 2,8 triệu, 2,5 triệu cũng có, thì họ về họ sẽ tẩy lên, đúng không ạ? Đồng nó bảo vào đồng này, đồng mới này, các thứ mới này, nhưng họ có nói, họ có nói là tẩy đâu. Một thời gian sau sủng đen xì các bác nhé. Con này là con số 63 x 26, à số 2 các bác, con số 2 63 x 26, giá có 3 triệu một con vân nu các bác ạ. Mà mặc đồng luôn các bác. Thực sự thì đây là những cái video cuối năm nên là các em gọi là mang những cái giá này ra là giá hủy diệt ngoài thị trường, chứ thực sự cái bản thân bọn em thì cũng không thể nhập cái con này đâu. Nhiều lúc các anh bên Tây cũng có mắng mỏ bảo thế mày nhập thế năm sau mày bán được giá ý à? Tao thì tao chỉ biết tao đưa cho mày giá, tao còn lâu tao mới xuống giá. Buổi giá tao bên kia tao nhập, tao chạy đi chạy lại thì các mày thấy tao chạy đến 200 cây đến 250 cây, có khi là từ Pháp, từ Đức sang Pháp đến 350 cây đến 500 cây, có lúc đến 1000 cây mà mang về cho bạn. Mà đến nhà ông ấy thì thực ra ông ấy đến được đôi tạ lê. Ông đăng lên thì được đôi tạ lê, đi một quệt thì chắc mua được chục con hàng vứt vào ô tô mang về. Mà cứ bánh mì cắn dọc đường. Nhiều lúc còn mưa tuyết, bão tuyết ở bên bên những cái bên nước châu Âu nó âm bao nhiêu độ. Tao chỉ ăn bánh mì mà có khi chạy đến 5 cây, 100 cây số, đến được lấy được 2-3 con tạ lê được nhà ông này, xong rồi đến nhà ông khác thì được đôi con đồng hồ. Xong là được một chuyến xe tầm khoảng chục con là đi phải nhà ông nọ cách nhà ông kia đến mấy chục cây các bác. Nhưng bảo bọn mày bán thế thì bọn mày bảo thôi, thì đây là cái phong trào. Khi mà hàng khan thì anh em mình có thể là hàng khan thì anh em mình có thể nhích lên được tí. Mà khi hàng đang gọi là không nhiều nhưng nó có sẵn thôi, gọi là có sẵn thôi, thì cũng đưa đẩy để cho anh em cùng giao lưu, gọi là cái thú chơi đồng hồ côn cổ châu Âu. Chứ ngày xưa thực dân Pháp nó sang nó chiếm Việt Nam, nó đô hộ Việt Nam đấy. Nó đô hộ Việt Nam thì khi đó thì chỉ có các địa chủ, đúng không ạ? Địa chủ bá lý trưởng, chánh tổng, rồi các cái vị vua quan như đời vua Khải Định hay một số đời vua Bảo Đại thì mới có đồ mà dùng, rồi các cái người giàu có thì mới có mà dùng. Chứ còn như anh em mình thì thôi, anh em mình là gọi là đến cơm, như một số các phim như Cảnh Chị Dậu, người ta cầm cái bát cơm người ta té ra sân, cứ bốc ăn, đúng không ạ?
bốc ăn những cái video rất là phản cảm. Nhưng mà đó là cái thời điểm Việt Nam mình vô cùng khó khăn từ những năm 1945, đúng không ạ? Nghĩa là những cái quê ở vùng quê dưới Thái Bình hay một số các nơi khác thì cũng như vùng quê em thì nó cực kỳ là thiếu đói, đúng không ạ? Đến anh em mình thì phải đi tìm những cái củ mài, đúng không ạ? Thời bọn cháu thì thực ra thì thời này không bao giờ có cái cảnh đó. Bọn cháu thì sinh ra thời 1980 rồi, 1980 nó không còn nữa rồi. Nhưng trước đấy mấy chục năm thì thời bố mẹ cháu hoặc là một số những người thì phải nói vô cùng khó khăn. Ai mà dám nghĩ được cái đồng hồ này mà chơi cách đây khoảng 10 năm thôi, chơi được những cái con đồng hồ tạ lê như này cũng phải 8-9 triệu một con, đúng không ạ? Chơi được những cái con đồng hồ này thì cũng phải các anh cũng phải đi ở trong liên đoàn, ở trong bộ ngoại giao thì mình mang được bộ máy về thôi, còn về nhà đóng cái vỏ, còn lấy đâu ra chơi một túi chơi củ cây. Nhưng đó là một thời gian khó, và khi đó có thì bây giờ một số người đã không còn, hoặc là một số người đã bán đi, thì bây giờ người ta đã cố tìm bằng được những cái kỷ vật ngày xưa các bác. Thời đó, thời ông, thời bà để lại, đúng không ạ? Thời đó thì bán được mấy xu một hào tiền trăm con đấy bác, 100, 200 con. Nhưng bây giờ các bác đi tìm phải cố tìm lại mấy chục triệu những con như vậy. Nhưng mà nó thực sự là cố tìm không được thì mình mua chỉ nhớ mua được con giống giống thôi. Hoặc con gọi là có con âm hưởng Wellington. Tiếp theo thì em xin like một con vai bò. Con này là vai bò của Đức Cốc nhé. Con này thì... ba ổ cót chơi bản Westminster, dáng TV, kính nồi hình vuông. Những con như này mà không may nó vỡ kính thì cũng cả triệu thì bọn em cũng chịu, bọn em không làm gì được đâu các bác nhé. Đây thùng là thùng Vân Sồi bóng piano, lau đâu sạch đấy các bác này. Lau đâu sạch đấy các bác nhé. Đấy, nó bỏ ra đánh luôn các bác này. Đấy. Tinh tang tang tình, đúng không ạ? Máy là máy Đức các bác nhé, chạy và lăng tóc các bác nhé, chạy và lăng tóc. Đấy, điểm giờ luôn các bác, đúng không ạ? Nếu ngày Tết các bác ngại thì các bác mua về, các bác cứ thế này chấm dầu cho nó chạy. Em thấy thì đấy, nhấc lên phát nó đánh luôn. Con này thì bên em xin sale giá, con này em chỉ xin lấy giá gốc thôi, 2.800.000. Kích thước là 22x56cm. Con này phải nói là bóng piano, mặt hình vuông. Một trong những cái mẫu mặt hiếm khó tìm của đồng hồ. Bởi vì khó ở cái công nghệ là công nghệ đúc kính cong vòng lên như này. Kính tròn thì người Việt Nam mình ở đâu cũng thổi được. Nhưng kính vuông này các bác cho em 1 triệu thì em cũng bó tay. Đúng không ạ? Bây giờ chỉ có đi cậy con đồng hồ khác. Cậy con khác thì một cả vạn con mới có một con kính vuông. Thì chẳng nghĩa phá con này ra thì hỏng con kia thì cũng chết giờ. Và sản phẩm tiếp theo thì em xin like một chiếc mẫu đồng hồ ông Tây đánh chuông đo kích thước. Vâng, những cái mẫu đồng hồ ông Tây đánh chuông này thì nó ngưng tụ ở những cái nước phương Tây các bác. Ở vùng phương Tây, ở các cái miền quê nước Đức, nước Pháp hay ở kể cả thành phố lẫn nông thôn. Nó được sản xuất vào những năm 1955 của hãng đồng hồ Odo. Và người chủ đó là ngài ông Odo Ben, là được thừa hưởng của cái hãng này từ những năm 1985 các bác nhé. Khi mà năm 1955 thì người ta ra cái hãng đồng hồ ông Tây thầy tu giật chuông thì của FFR. Nó rất là hiếm, nhưng mà hiếm và cũng không đáng, cũng không kém cạnh, đó là hãng đồng hồ Odo ông Tây đánh chuông. Những cái mẫu này thì đến bây giờ thì nó vẫn còn là hot các bác nhé. Thường thường thì những cái mẫu ông Tây nhỏ thì bên em đang sale ra với giá khoảng tầm 3 triệu đến 3 triệu 200 nghìn các bác nhé. Nhưng cái mẫu to này, mẫu to này thì nó đẹp hơn mẫu dưới, là bên dưới nó có quả lắc, nó đung đưa, đúng không ạ? Mẫu ông Tây nhỏ thì nó quả lắc của nó giống quả lắc vai bò và nó chạy bên trong này, các bác không thể nhìn được. Và nó kích cỡ của nó nhỏ hơn, đúng không ạ? Máy móc của nó cũng vậy các bác nhé. Nhưng nó con này thì nó ở trong con to. Và những cái con như thế này thì thực sự ra là ông Tây to là cũng rất là hiếm, đúng không ạ? Có cái đợt tầm giữa năm bên em có về được khoảng tầm chục con, thì về dai dẳng thực thỉnh thoảng được con. Nhưng các bác bảo một năm bán cả không biết bao nhiêu vạn con mà về được chục con thì nó không hiếm thì nó là cái gì, đúng không ạ? Đây quả lắc thì phải nói quả lắc vàng chanh luôn, óng ánh như lắc cây vàng các bác. Côn đánh một côn đồng, đúng không ạ? Nó điểm chuông các bác, nó điểm chuông rất là hay luôn. Đúng ạ, rất là thư thái, đúng ạ. Mặt đây các bác nhé, mặt thì có một chút, đây các bác có một chút có vệt thời gian này các bác nhé, đúng ạ. Còn máy thì từ ông Tây đánh chuông cũng như là hình dáng thì rất là sạch đẹp như lắc kê luôn. Máy con này thì phải nói là vàng ươm các bác nhé, vàng rộm luôn. Nó được sản xuất rất là đẹp từ những năm 1950 và đây được chủ người Pháp, người ta đã ký tặng các bác để làm lưu niệm các bác nhé, để làm lưu niệm. Đây các bác nhìn cho em cũng rất là đẹp, đúng không ạ?
Những cái con này thì khi nhà các bác mà có những con tạ lê, con bính bông, con khi khách mà khách đến nhà mà những cái bác nào mà giao lưu nhà hay có khách thì khách ngước đầu lên thì có một bản Westminster của những chiếc đồng hồ Odo 54 đúng không ạ? Và những chiếc đồng hồ đánh cheng cheng của những chiếc đồng hồ tạ lê. Khi đó có ông Tây đánh chuông cầm búa gõ beng beng đúng không ạ? Nó mang cái dấu ấn thời gian các bác. Cái thứ nhất là mang dấu ấn thời gian. Cái thứ hai là nó tạo ra sự lôi cuốn cho bạn bè anh em nhà các bác cùng chơi đúng không ạ? Nó rất là đúng không ạ? Nó một thú chơi nó rất là tao nhã. Nó rất là thanh lịch các bác. Nó rất là tao nhã. Nó rất là thanh lịch. Và nó mang cái âm hưởng các bác. Nó mang cái âm hưởng. Nó mang cái âm hưởng theo... Đây các bác, nó hơi chắc kim tí các bác. Đúng ạ, khi mà thầy ông Tây này các bác này. Đấy, nó đánh chen chen các bác. Em gọi để anh gõ cho các bác nghe thử. Không, cứ để cử. Đây các bác, khi mà thầy tu, các bác nhé, khi thầy... Đấy các bác, khi thầy tu gõ. Nào, 1, 2, 3 này. Nó đang bị kẹt các bác. Nó bị kẹt để em vô lý, để em xem. Máy thì cực kỳ là đẹp rồi các bác. Đây, cầm cho anh. Con này thì hàng vừa mới về xong các bác. Vừa mới về xong. Để em quay kim các bác. Em thử nhà thì nó đoánh ngầm mầm luôn. Đấy, đoánh rồi các bác. Rất là đơn giản luôn, đúng không ạ? Đoánh ngầm mầm luôn, đấy. Đây cái lẫy các bác. Các bác nhả cái lẫy này. Con này hết cót các bác. Có gì đâu hết cót. Đấy. Còn cót đâu mà. Đấy các bác. Phải đánh phải rực rỡ lên đúng không ạ? Đánh luôn phải thử luôn đúng không ạ? Nói mồm không giải quyết được các bác. Nói mồm không ai nghe đúng không ạ? Nói hay đến đâu thì hay đúng không ạ? Tài giỏi đến đâu thì tài giỏi đâu giỏi. Nó phải thực tế đúng không ạ? Mua một con điện thoại iPhone cũng nó phải hơn các hạng khác thì các bác mới đi mới sưu tầm được đúng không ạ? Để em bẻ, em chỉ cái cô nằm chút các bác. Hôm nay thì em cũng khá nhiều thời gian. Thì các bác đừng mắng em các bác nhé. Các bác đừng mắng em là nói nhiều, nói dai các bác nhé. Em thì đang cố gắng làm sao. Với những các bác mà chơi nhiều ấy các bác. Với các bác chơi nhiều thì em không dám. Thì em cũng không dám miêu tả nhiều, đúng không ạ? Nhưng mấy các bác vừa mới chơi hoặc mới những các bác tập chơi thì mình cũng phải hướng dẫn để làm sao mà người chơi người ta hiểu. Người chơi để người ta hiểu về cái cách chơi đồng hồ nó như thế nào. Chứ còn nhiều lúc mình không nói thì bảo ông bán hàng mà không tả thì ai người ta biết mà chơi đúng không ạ? Nên đôi khi thì có nói dai nói dài thì các bác cũng thông cảm cho em nhé các bác nhé. Hơi sởi các bác. Đánh to đánh mạnh luôn các bác. Thấy các bác này. 30 phút nó đánh một lần các bác nhé. Em tắt đi bật lại. Đấy, chạy luôn các bác. Úi xù. Đấy, đẹp dai các bác nhỉ. Âm hay các bác. Đúng ạ. Nó đánh hoàn toàn khác với con tạ lê các bác nhé. Tiếng con này tiếng côn nó ấm, nó trầm. Nó là Odo các bác, đánh tiếng chuông Odo à, tiếng tạ lê thì nó cheng cheng. Và đây là một trong những mẫu hàng mẫu rất là hiếm của dòng Odo các bác nhé. Mẫu rất là hiếm dòng Odo. Size nhỏ thì nó không hiếm đâu nhưng đây size đại. Con này thì em xin sale với giá 6.300.000. Nó lên bụi như thế này. Các bác có thể về chấm dầu hoặc các bác thuê bên em với giá 350.000 thôi. Bên em nhận nó dầu bảo hành cho các bác 2 năm đúng không ạ? Con này có size đại 6.300.000. Tiếp theo thì có hai con sản phẩm quá là đẹp luôn. Một con 62 10 AVE 10 búa 6 côn và một con 54. Con 54 này là một con đột biến các nhé. Một con đột biến bao zin chuẩn chỉnh cho bác. Nếu không zin em tặng các bác bộ máy này luôn, em tặng các bác con đồng hồ luôn. Thùng là thùng kính lồi mặt lồi các bác, mặt lồi các bác nhé. Và màu tím này hay còn gọi là tím thủy chung đấy các bác, tím thủy chung. Với những bác chơi không gian nhà cổ thì các bác không nên bỏ qua con này các bác nhé. Nếu các bác bỏ qua con này thì các bác có thể tìm 1.000 năm sau các bác. Tìm 1.000 năm sau thì các bác mới thấy được. Tại vì sao em dám nói là 1.000 năm sau? Bởi vì bên em bán hàng thì cả chục năm nay rồi. Và bên em là tổng kho những cái loại Odo. Và bên em hay bán cho thợ nên bên em nhập rất là nhiều. Nhưng lần đầu tiên thì bên em gặp một con thùng đột biến
dị như thế này các bác. Nên các bác không nên bỏ qua quá nhá. Mặt đó là mặt vuông các bác, mặt là mặt vuông triện ô đô, dù số 7 hơi có chút màu thời gian một chút nhưng phải nói con này mặt phải nói là tuyệt vời các bác nhé. Và em xin cái kính này các bác nhé, cái kính này là kính cùng màu mặt luôn, các bác nhìn cho em. Cái tia trải kính này các bác làm zin nguyên bản không mờ đâu, nó làm đậm nhạt và nó trải theo màu của mặt. Đúng không ạ? Zin nguyên bản, em dựng lên cho các bác nghe thử chuông một chiếc đồng hồ ô đô 548 côn 8 búa. Đúng không ạ? Những cái mẫu này thì thực ra ngoài thị trường các bác nó cực kỳ là hiếm các bác nhé. Và các bác biết ở trong cái thùng zin, các bác nhìn cho em từ cái lỗ côn chưa có một lỗ nào chệch choạc, đúng không ạ? Chưa có một lỗ nào chệch choạc. Không zin thì là gì, đúng không ạ? Không zin thì là gì? Vâng, thì em sẽ gửi các bác đến một bản nhạc Westminster, một bản thánh ca mà cả thế giới đều biết đến các bác nhé. Để em bẻ chút. Ok các bác nhé. Tiếng này chắc nhỉ các bác nhỉ. Tình tan tình 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 tan tan tình ấm nhỉ các bác nhỉ. Đó. Úi xời. Tiếng nào ra tiếng ý, chuyện đẹp nhỉ các bác nhỉ. Phải nói dòng chuyện chám này một trong những dòng chuyện đẹp nhất của ô đô các nhá. Em rút máy cho các bác xem. Côn con này quá ấm quá hay luôn. Các bác đi mua đồng hồ thì cái quan trọng nhất là gì đúng không ạ? Quan trọng nhất là kiếm được bộ côn nào âm nó hay quá. Cái thứ hai, nhất âm nhì sắc đúng không ạ? Đây các bác nhìn cho em. Nhất âm nhì sắc 7 côn thép, một côn đồng trải. Các bác nhìn, những cái bộ côn là thứ nhất nó phải xanh, cái thứ hai nó phải trải những ánh tia 7 màu quá. Đúng, các cái tia này thì nó đều là do nước tôi. Ở Việt Nam mình đúng không ạ? Những cái bộ côn nội đúng không ạ? Màu con nào nó giống con mực là. Nhưng những cái thanh này thì nó tượng trưng cho thanh trầm, thanh bổng, độ ấm, độ dày của nó ảnh hưởng đến độ côn tôi của côn các bác nhé. Máy đây. Máy là đời Odo dâu, đời máy vú, máy 24 các bác. Một bộ máy rất là luột luôn. Đúng không ạ? Những chiếc máy đời đầu của Odo 54 các bác nhìn cho em. Máy cực kỳ là sạch sẽ, con này thì chưa lau dầu lau vỏ gì các bác nhé. Đó, các bác lấy thì các bác thuê bên em lau dầu. Gặp những cái con hàng đẹp này không có nhiều đâu các bác. Không có nhiều đâu. Và hơn nữa con này là nó là một trong những mẫu thùng dị đột biến khác người, đúng không ạ? Các bác chơi có thể là những người khác, anh hàng xóm rất nhiều 54, hàng chục con 54. Nhưng anh bảo là nếu tôi đưa cho anh 100 triệu anh có thể kiếm cho tôi một con như này không, thì anh hàng xóm mà tôi cũng chịu, đúng không ạ? Bởi vì có zin hay không, đúng không ạ? Các bác nhìn cho em. Các bác kiểm tra hàng có zin không, các bác cứ nhìn cho em, đúng không ạ? Không zin không lấy tiền các bác, không zin tặng các bác đồng hồ, đúng không ạ? Các bác nhìn cho em, đúng không ạ? Bởi vì tất cả những cái hãng đồng hồ, riêng mỗi hãng thì nó đều có cấu trúc lỗ côn khác nhau. Con Zirot nó 4 côn, con Kenji thì nó cũng 4 côn, con Matsuza thì côn nó sẽ rộng hơn, và con Karek thì nó rộng hơn nữa các bác, đúng không ạ? Chỉ có dòng Odo, zin nguyên bản Odo. Con này thì xin báo giá với các bác 13.300.000. Con này không chơi thì chơi con gì các bác? Thứ nhất là âm hay, đúng không ạ? Thứ nhất là âm hay, thứ hai là thùng đẹp, thứ ba mạch cũng đẹp, thứ tư là dị, thứ năm là mình cũng đúng không ạ? Mình không chơi những cái con đẹp như thế này, đúng không ạ? Thì nó cũng là hơi bị bỏ qua một cơ hội đấy các bác nhé. Và tiếp theo thì em xin like một con đồng hồ rất là đẹp, những cái mẫu đồng hồ siêu đẳng cấp của dòng Odo. Thì những cái con đồng hồ này thì thực ra thì dòng Ave này thì nó đắt hơn dòng Sonodo rất là nhiều, đúng không ạ? Nhất là những dòng 10 côn. Nhưng những cái dòng 6 côn này thì đắt hơn con Sonodo khoảng tầm 1.500.000 đấy các bác nhé. Nó đắt không kém vì gì? Những cái dòng Odo này thì thường thường nó được sản xuất ra những năm 1960. Nó được do một nhà cái người nghiên cứu ra hãng này các bác. Thì tất cả những hãng như kể xe bây giờ cũng thấy nó sẽ có một người kỹ sư trưởng, ta sáng tác ra những cái mẫu đồng hồ, đúng không ạ? Chứ không phải là ông Odo đâu, ông Odo ông là chủ tịch rồi, ông chỉ ngồi thôi, ông chỉ có
năm nay bán được bao nhiêu sản phẩm thôi, chiến lược thôi. Còn đâu là tất cả nó đều có những cái ban chiến lược, ban thiết kế, ban marketing, gọi là cái ban bán hàng này, và cái ban phân phối, nhất là cái hãng ô tô này thì cái ban phân phối ra nước ngoài của nó cực kỳ là mạnh. Khi đó nó mạnh về nó mua hết tất cả các hãng. Thì đây là một trong những mẫu thùng rất là đẹp của đời Odo 62, nhìn thùng rất là đẹp đúng không ạ? Một trong những mẫu thùng đẹp. Đây các bác nhé, quả lắc đây, khóa đây. Máy thì để tí em rút xong thì em sẽ thử chuông các bác, để các bác nghe bộ chuông dòng AVE nó như thế nào. Đúng không ạ? Đây là bộ 62 AVE 10. Nó chơi đúng không ạ? Nó chơi 10 búa 6 côn các bác, nó chơi 10 búa 6 côn cho chất âm rất là ngân nga. Một trong những cái phiên bản rất là hiếm của Odo, chỉ có bên em các bác, chỉ có bên em thì mới nhập được những dòng như này. Thì các bác cũng thấy bên thỉnh thoảng bên em có like, nhưng thực sự là trong năm nay bọn em bán chưa được quá 15 con này các bác. Trong khi mà cứ hết đây các bác, trong khi mà nhà mà kho mà lúc nào cũng kho 4-5 tầng kho mà like rất là nhiều, cả chục tầng chưa nói cửa hàng, nó nhiều như vậy mà một ngày thì bên em ra đến 20-30 con, mà một năm mới ra được có mười mấy con này thì phải nói là nó cực kỳ là hiếm và giá trị đúng không ạ? Chúng con xin cầu, chúng con xin cầu, chúng con xin cầu. Vâng, 45 phút là nó đánh 3 lần chúng con xin cầu. 3 lần là 12 lốt nhạc các nhé. 15 phút là đánh chúng con xin cầu 1 lốt. 30 phút đánh 8 lốt nhạc 2 lần chúng con xin cầu. Và đây là 3 lần 12 lốt nhạc. Và đây là bản nhạc tròn trịa của bản Ave Maria, bản thánh ca các nhé. Hay nhỉ? Bác nào có thuộc hạ bản nhạc các bác hát cùng em được không ạ? Vâng, rất là hay đúng không ạ? Rất là tròn trịa. Tiếng Odo thì các bác, tiếng Odo thì mình không thể trượt đâu được các bác. Ui, số âm các bác. Con này hết cót. Âm rất là hay luôn các bác. Đó, nó còn chỉnh bồ chỉnh búa khi lau dầu các bác, thì các anh thợ sẽ chỉnh. Úi sổ rồi các bác. Âm con này phải nói là cực kỳ khó gặp luôn. Đó, khi em tự kéo các bác. Và tiếp theo thì em xin gửi đến các bác một bản Westminster, một bản truyền thống của, đúng không ạ? Một bản truyền thống của đồng hồ Colco các bác. Một chiếc đồng hồ nó đã đi vào giai điệu tất cả mọi người trên thế giới yêu đồng hồ Col quá nhé. Sao vẫn là bản web nhỉ? Nó chưa chuyển bài à? Các bác đợi em chút, cầm cho anh ạ. Nó bị trượt. Còn một bản Westminster nữa. Đây để em giới thiệu ra. Nó bị lỏng cái cân này các bác này. Đây này, nó lỏng cái cân này. Thường thường là gãy ra các bác. Gạt ra gạt vào thì được thôi các bác. Nó bị lỏng mất cân này. Còn một bản Westminster nữa các bác nhé. Nó chơi hai bản nhạc đấy. Hình như được rồi thì phải. Đúng không nhỉ? Vâng, máy con này các bác nhé. Đây là một bộ máy này thì máy chưa sử dụng các bác nhé. À, có sử dụng nhưng chưa được tháo, chưa được sửa chữa các bác nhé. Chưa tháo, chưa sửa chữa máy, số máy 24 cùng máy đời Odo 54, số máy 24. Triện chám, đúng không ạ? Hai dòng chữ Mac in khác, phang xe các bác nhé. Và con này đặc biệt là nó vẫn còn kẹp chì các bác. Để mà kiếm được một con AVE mà âm hay như thế này, mới như thế này ngoài thị trường gần như bằng không quá. Các bác nhìn cho em, nhìn có nét không? Đấy.
dòm nét cho các bác luôn, chấm chấm nét các bác. Đây các bác nhìn cho em, từ những cái đầu trục, từ những cái đầu búa, những cái dòng như thế này thì các bác gần như này chơi yên tâm tuyệt đối các bác này. Đúng không ạ? Các bác nhìn cho em, từ những cái ổ cót đồng này, đấy, máy này. Các bác dùng chơi yên tâm tuyệt đối luôn. Các bác chơi thoải mái luôn, kiếm được những cái bộ mà đẹp như thế này, đúng không ạ? Mà nó sản xuất những năm 1960 các bác. Phải nói là người chủ bên châu Âu thì cực kỳ là giữ gìn và gặp chủ cực kỳ là kỹ tính. Đúng không ạ? Với những người ào ào thì cũng không nên nên sưu tầm những cái con đẹp như thế này. Bởi vì là chơi về hao mòn nó phí các bác. Nó vẫn còn kẹp chì đấy các bác. Con này vẫn bản Con này vẫn bản quét. Vâng, thì các anh thợ lau dầu các anh sẽ chỉnh cái cần này của bác đây này. Nó bị nỏng quá này, nó bị trườn ren. À không phải trườn ren mà nó là cái ốc siết này các bác này. Cái ốc siết này siết chặt vào nó xong này. Và em quái lại em gãy này mà vẫn cái bản ý. Còn một bản Westminster nữa thì các bác cũng vừa nghe con Udo 548 rồi đúng không ạ? Nó rất là hay luôn các bác. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Thì các bác quan tâm con này các bác cứ gọi điện cho em. Thì em bán giá cực kỳ là tốt luôn. Em bán giá thợ các bác nhé, em sẽ bán giá thợ cho các bác. Đấy, gặp cái con đẹp, những cái con đẹp thế này thì nó cũng là ước ao của những người chơi đồng hồ đúng không ạ? Mình chơi đồng hồ làm sao là cứ phải hàng sạch, hàng đẹp nguyên bản đúng không ạ? Hàng con này còn chưa, con này vẫn còn chưa ấy các bác này. Và con này thì các bác em có thể chấm dầu cho bác về chơi đúng không ạ? Em chỉ chỉnh lại cái cần, gạt chuyển bài thôi. Còn thực sự con này thì đấy, quay nó đánh ầm ầm rồi. Bởi vì con này thực sự là tháo ra thì nó rất là phí. Bởi vì là sao ạ? Từ xưa người Tây người ta vẫn còn cái ốc kẹp chì các bác, vẫn còn kẹp sơn kẹp chì, nó chưa bung ra các bác. Nên mình bung ra nó cũng hơi phí luôn. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi các bác nhé. Chào tạm biệt tất cả các bác.